Hôm nay là lễ mùng 2 tháng 9, nghe nói là ở quốc lộ 13 có quán sầu riêng ngon lắm, có tiệm sầu riêng ngon lắm, cho nên là hôm nay ghé mua về ăn thử xem như thế nào. Chị có những loại sầu riêng nào vậy chị? Thái, ri, musaki, ri sáu. Cái nào là cái của Thái? Thái đây, Thái lép 100%. Thái lép 100% hả? Còn mấy trái là musaki nhưng mà chưa chín nha. Nhưng mà chị thì nói cho em nghe coi sầu riêng Thái thì nó có cái gì đặc biệt nào? Nó cơm sữa béo. Cơm sữa béo là bao nhiêu tiền một ký? 90. 90 ngàn một ký. Còn cái sầu riêng bên này là sầu riêng gì? Ri 6 là 80 ngàn một ký. Nhưng mà cái này nó đặc điểm sao? Cơm vàng lép 70%. Cơm già. Cái dòng cơm vàng. Cơm vàng Hà Lép 70%. Cái đó dòng ri nó là lép 70% đó. À. Cái này Monsaki. Monsaki đây hả? Còn cái đây mới là sầu. Cái đó Thái luôn. Thái luôn. Wow. Một trái như thế này bao nhiêu ký? Hơn 2 kg. Đây hả? Thử xem, giới thiệu xem cơm vàng Hà Lép xem. Cái này là Thái là cơm nó không có vàng như ri nha. Nó dạng là cơm kiểu nó béo, béo hơn ri, lép 100%. Béo hơn ri hả? À, nó béo hơn ri. Lép 100%. Sao em nhìn ra cái trái này mà em chọn trái này? Em tin tưởng không? À, chị cho anh dùng à? Tin không tin gì cũng là hàng bao chứ không có gì hết. Bán bao. Này chứ còn cùi sầu riêng. Wow 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 wow, xem nào xem nào. Cơm cực kỳ ngon nha. Wow wow wow. Dẻo. Quá. Rồi. Nhiều khi mua hên xui lắm nha. Hên xui nhưng mà ở đây là cứ bao là yên tâm. Muối nhiều hơn. Wow, rất là nhiều muối nha. Vỏ mỏng. Muối nhỏ, vỏ mỏng, đặc điểm này. Vỏ rất mỏng nha, vỏ mỏng chiếu. Tức là quả này là 1kg 8 nha. Thử để xem là cái này được bao nhiêu. Cơm cái này là cơm đạt chuẩn luôn nha. Cơm cực kỳ đạt chuẩn nha này. Cơm này, sướng lắm. Cái bà áo vàng người bán cái sầu riêng nhìn vàng ké luôn. Có cái giải nào xấu xấu luôn làm như làm giải này chỉ có thứ riêng sau đầu này đó. Mới phát hiện là chị ta có thuộc tiền rất là duyên. Còn không? Wow. Chứ. Chị bán hàng ngon không này? Bán hàng ngon thì cho lên mạng nha. Còn nước hả? Còn chứ. Bao cơm luôn, bao cơm nhiều luôn. Vỏ mỏng lắm em. Bao cơm luôn, vỏ rất là mỏng. Vỏ mỏng, cơm cực kỳ dẻo mà béo. Lần đầu tiên mà mua được trái sầu riêng mà vỏ nó mỏng như thế này, nó nhiều cơm như thế này đấy. Cứ béo là chỉ 3 tích. Có hôm bữa mua tới một trái tới 4 ký mấy mà cũng 90 ngàn một ký. Mà về cái vỏ này dày quá mà nó không được nhiều cơm hết á. Mà nó sượng, nó bị sượng. Sầu riêng nó cũng tùy từng loại đó đây. Ê, ăn thử muối đi. Béo cực kỳ. Ngon lắm nè, đó quá trời cơm. Đi để thuốc canh nó chữ thật kêu đã. Rất là béo. Thôi mình ăn mấy một muối rồi. Ăn muối rồi mà được 1 ký ấy nha. Là hơn 1 ký cơm nha. Đâu 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 đâu. Ký đâu, ký đâu. Cái này nè. Wow. Lấy một muối cho anh được hơn. Hồi nãy mấy nha? Hồi nãy nhiêu tiền nha? 185 nghìn. 185 nghìn thôi anh trai mà hơi biết không? 1 ký 8. Lấy 1 ký 8. Mà bây giờ mà được 1 ký thịt. 1 ký cơm luôn á. Em mua thêm một trái kia đi. Thử so sánh em á là nó ăn như thế nào. Chưa chín hả? Lấy trái nào nhỏ nhỏ thôi. Mua hàng mua sầu riêng chưa chín nha. Cái hàng này có chín cho em. Cái này nó vàng luôn mà. Để mấy ngày nữa ăn được rồi. Cái đó cỡ 2 ngày nữa mới ăn được. Rất là ngon. Thái
ri thì có trái bự bự không? Ri vỏ nó dày hơn chút nha, tại ri cuối cổ rồi. À, giờ đây, trái này chắc phải 4 ký nhỉ? Ừ, 4 ký mấy? 4 ký mà 1 ký 80 ngàn hả? Thật sự em ăn trái gì mà trái mà mắc nhất đó là chắc em nghĩ là trái sầu riêng quá. Em ăn em nhiều khi nó hên xui. Trái nhỏ nữa đi. Trái nhỏ nhỏ cỡ này đi. Cái này vỏ mỏng nè. Không không, ý là muốn ăn thử một trái này một trái kia chứ. Tại cái đó nó chưa có chín á. Này trả tiền chị nè. Sầu riêng ở Việt Nam kia thì mình lấy hàng ở đâu chị? À, cái này là tùy mùa nha em. Ví dụ vào mùa miền Tây thì mình bán miền Tây hết rồi, đến miền Đông. Miền Đông hết thì chờ chuẩn bị đứt cổ, đứt củ cỡ vô tháng 9 mới vô của miền Tây. Còn sầu riêng Thái này là Việt Nam trồng hay Thái Lan trồng chị? Lai ở Việt Nam. Việt Nam trồng. Cái đó mua sạch đi cũng Việt Nam trồng. Nhưng mà cái dòng nó dòng của nước ngoài đó. Mới, dòng mới. Thôi. Tạm dừng video ở đây. Hồi sáng mình ghé tới mua ở cái tiệm ở trên chỗ quốc lộ 13, thấy sầu riêng ngon quá, ở nhà ăn mà đang còn thèm, nên là bây giờ muốn ra mua thêm một trái nữa về cho người nhà ăn. Nhờ bà chị này bà chọn. Chọn giúp một trái có 2 ký á chị. Trái khác đi chị. Nhìn trái này nó méo méo rồi. Đúng rồi. Thấy cầm cái quay là biết rồi. Nó méo vậy mà nó cơm rất nhiều. Sao nó không có sợ đâu. Nó cứ đường nào nó cũng có cơm, lấy trái này đi. Đó. Đường nào nó cũng có cơm hả? Đó. Giờ để chị khui xem trái này như thế nào nè. Chị nói là bao khui nè. Cái này 209 ngàn. 2 ký 3. Trái này 2 ký 3 nha. Hồi sáng có một trái chưa tới 2 ký khui ra được tới 1 ký cơm. Thuê luôn cả căn nhà này hay chỉ phía trước này thôi chị? Nhà ở đây, phía trước ở đâu? Có không? Hay là nhà mình ở đây? Có đâu, mướn đâu. Bây giờ lại tiếp tục xem chỉ khui trái sầu riêng này. Hồi sáng về mà người nhà ăn còn thèm chưa? Ngon phải không? Ở đây bán ngon giờ cứ bỏ lại ngon này cứ mang đi. Nhờ sầu riêng nhiều lúc nó cũng rủi ro chứ không phải nó ngon 100% được nha. Wow. Nhưng mà quan trọng là mình bán mình bao khách cho đàng hoàng là được thôi ha. Chứ sầu riêng nó có lúc này lúc kia. Wow. Cái này muối đẹp luôn nè. Không, cái này nó bị cái này ngon mà cái này nó hơi trưởng. Cái này nó bị trưởng. Hơi trưởng hả? Ừ. Cái này nó ngon hết mà cái này nó bị trưởng. Muối nó to hơn sáng à? À, muối to hơn. Để chị khui ra rồi hồi chị buộc cơm nha. Đó, cái này nó ngon lắm. Mùa mưa này nó có bị đầy, ngang đây là nó bị thử. Cái này là ngon, dẻo cực kỳ luôn. Ăn thử đi. Thôi sáng ăn rồi mà, giờ về cho người nhà. Sáng bỏ mỏng lắm chị. Được có 7 lần thôi.
treo ở đây.